Vào tháng 10 vừa qua, Hải quân Ấn Độ vừa công bố việc tiếp nhận tàu khu trục lớp Visakhapatnam, có tên gọi INS Info. Đây là tàu khu trục thứ 3 nằm trong dự án 15B do Cục Thiết kế Tàu chiến của Hải quân Ấn Độ thiết kế và được đóng tại công ty Mazagon Dock Shipbuilder. Theo đó, INS Info là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường có lượng dẫn nước 7.400 tấn và chiều dài tổng thể 164 mét. Con tàu là phiên bản nâng cấp của lớp khu trục tiền nhiệm Kolkata với các tính năng tàng hình, tự động hóa, vũ khí và cảm biến hiện đại. Sử dụng bộ động cơ đẩy kết hợp tua bin khí Kogak, Info có thể di chuyển với vận tốc tối đa 56 km/h. Hỏa lực được trang bị trên Info bao gồm tên lửa đất đối không Barak 8, tên lửa chống hạm BrahMos, ống phóng ngư lôi, bệ phóng tên lửa chống ngầm RBU 6000, bệ phóng ngồi nhử Kavach và hệ thống chống ngư lôi Marich. Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị hải pháo ô tô Medara 76mm, pháo bắn nhanh AK-630M CIVKS cùng nhiều vũ khí tối tân khác. Info được hạ thủy vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Chuyến hải trình thử nghiệm đầu tiên trên biển của Info bắt đầu vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Kể từ đó, con tàu đã trải qua quá trình thử nghiệm toàn diện tại cảng và trên biển. So với bất kỳ tàu khu trục bản địa nào khác, Info đang là tàu có thời gian chế tạo và thử nghiệm ngắn nhất. Sự ra đời của Info đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành đóng tàu bản địa và được đánh giá là một trong những tàu chiến có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.